Xin chào, mình chào tất cả các bác. Tiếp tục với những chiếc đẩy Rian đến từ thương hiệu của Mỹ các bác nhé, LA850. Chiếc đẩy này thì xin phép được test cho anh Trung các bác nhé. Anh Trung ở thành phố Cần Thơ. Một chiếc đẩy rất là đẹp, mạch LA các bác nhé. Mặt phay. Mời các bác cảm nhận chất âm nhé. Anh nói chiều nay anh về phố nhỏ, hẹn tôi đón anh. Rian các bác nhé. Anh viết trong thư chờ anh em nhé, chuyến tàu cuối ngày. Tôi đến sân ga trời chiều lộng gió, hôn nút đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng thưa chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Bóng khoảng tôi mơ phố dài cùng xanh, vai anh chung lối về. Xuống đến quyến luyến áo anh quyện lấy, bước chân hai chúng mình. Rồi vạn niềm nhớ lâng lâng xuyên sao hồn tôi. Cõi ngân tiếng dài kia tàu về, xôn xao người gọi nhau. Từng người xuống, người có đôi. Tôi có trông mà chẳng thấy anh đâu. Buồn muốn khóc trong mưa bay chiều nay. Phải nói là tiếng ra rất là nét các bác nhé. Các bác có thể đeo tai nghe để cảm nhận được lời tép lên rất là sáng. Đây mới là đang đánh đẩy mộc các bác nhé. Dòng này thì mặt phay, 850W một kênh, mạch LA. Đó, nhìn rất là đẹp. Hai kênh các bác nhé. Các bác có thể chơi với 230. Đó. Nguồn đây các bác nhé. Máy rất là đẹp. Đó. Tất cả bao đẹp nha các bác nhé, bao zin. Những lô hàng này về thì hàng rất là đẹp. Đặc biệt là quạt rất là êm nhé. Giờ em sẽ cho các bác cùng tắt đây. Đó, quạt rất là êm. Hai quạt các bác nhé. Chạy chỉ 6 đến 12V thôi. Vì sao đêm sớm. Đây như các bác đang cảm nhận thì tín hiệu là từ laptop các bác nhé. Từ laptop chạy thẳng nhé. Đó. Và đây là cầu ra loa. Thì có thể khóa trực tiếp này hoặc là dùng new trick. Ở đây có ký hiệu rất là cụ thể rồi. Ví dụ như đấu dồn kênh sẽ là đấu 2 cộng đỏ này các bác nhé. Đó, cộng và trừ đây. Đấy, có nhà dồn kênh, công suất sẽ gấp đôi lên. Và đánh stealth thì sẽ là cộng trừ đây. Trên là trừ, dưới là cộng. Đấy. Trên là cộng, dưới là trừ. Đó, sẽ là hai kênh sinh biệt đâu ra. Mặt sau thì có độ nhạy này, có đánh cắt bát này. Đấy. Và cái cầu gạt riêng biệt và dồn kênh, mono. Đây là chế độ tiếp mát. Ở đây thì các bác cũng có thể like thêm chút đẩy thứ hai các bác nhé. Ở đây quạt rất là êm. Đó, máy rất là đẹp các bác nhé. Tôi đến sân ga trời chiều lộng gió, hôn nút đường tàu lất phất mưa bay. Ga vắng thưa chưa người nào đến, chỉ một mình tôi. Bóng khoảng tôi mơ phố rơi cùng xanh, vai anh chung lối về. Vạn niềm nhớ lâng lâng. Máy đẹp, zin nguyên bản. Vâng, rất là cảm ơn anh Trung rất là nhiều ở thành phố Cần Thơ. Các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với bên em qua số hotline 0977 434361 các bác nhé. Nhanh tay để sở hữu một chiếc đẩy đẹp, xịn sò Rian đến từ thương hiệu của Mỹ như vậy. Để các bác chơi Tết, đánh gia đình hoặc đánh ngoài trời với công suất vừa phải các bác nhé. Vâng, em cảm ơn các bác rất là nhiều và em cũng xin được kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin được chào anh Trung cũng như toàn thể các bác.